Cùng với việc xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh trực tiếp chiến đấu thì vấn đề cung cấp cũng là một nhiệm vụ hết sức là quan trọng, được quan tâm xây dựng để sản xuất huy động nhanh và kịp thời các nguồn lực phục vụ cho quân đội. Thực hiện nghị quyết hội nghị toàn quốc lần thứ 3 của Đảng, ngày 11 tháng 7 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 121 SL quy định tổ chức Bộ Quốc phòng, trong đó có thành lập Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần. Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, chấn chỉnh tổ chức và kiện toàn bộ máy chỉ đạo cấp chiến lược, tăng cường vai trò của ngành hậu cần quân đội nhằm phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như xây dựng quân đội ngày càng chính quy hiện đại. Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta chuyển sang giai đoạn phản công, nhu cầu mọi mặt ngày càng tăng cao. Đảng và chính phủ đã kêu gọi đồng bào cả nước cùng tăng gia sản xuất, góp sức cho kháng chiến. Ngày 11 tháng 7 năm 1950, Tổng cục Cung cấp được thành lập. Việc bảo đảm hậu cần đáp ứng cho mọi nhu cầu của bộ đội được tổ chức khoa học, chặt chẽ, bước đầu có tính thống nhất. Các cái chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, ăn bao nhiêu, mặc như thế nào, thế rồi thì là các cái từ trang bị như thế tiêu chuẩn vải. Một người đi vào chiến trường thì trước hết là có hai bộ quần áo quân phục. Rồi có các cái bộ đồ lót, cái khăn mặt, đến cái bao gạo, rồi đến cái đôi giày, cái mũ tai bèo, đôi dép, cái mũ tai bèo. Gian khổ, vô cùng khó khăn nhưng mà chúng ta làm rất tốt. Kiện toàn cơ quan tham mưu chiến lược về công tác hậu cần ở thời điểm khó khăn của cuộc kháng chiến chống Pháp. Chính vì vậy, chủ trương lớn được ngành hậu cần đưa ra lúc này đó là huy động tối đa sức mạnh trong nhân dân. Tất cả các đơn vị đều phải dựa vào dân, qua các binh trạm để tiến gần hơn đến chiến trường. Việc tổ chức binh trạm là một cách thức tổ chức sáng tạo, hợp lý, khắc phục khó khăn về nhân lực, khí hậu, địa hình, giúp ngành hậu cần từng bước thông đường để bộ đội đi tới Điện Biên. Thế việc binh trạm thì mới đầu là chỉ là chuyện điều chỉnh cái giao thông thôi. Đấy. Thế nhưng mà sau đó là mới thấy là kho ở đấy, kho lương thực ở đấy, kho vũ khí ở đấy, các thứ này khác. Tất nhiên là gọi là một cái binh trạm nhưng nó không phải là một chỗ, một điểm đâu, mà nó là mấy điểm. Bởi vì kho cứ phải phân tán ra, thế chúng nó đem mò một cái thì tốt thôi ngay. Đây là chiếc xe đạp thổ, một kỳ tích ở Điện Biên năm xưa. Chiếc xe này của ông Lại Quang Tục có thể chở được từ 150 đến 200 cân gạo tiếp tế cho chiến trường Tây Bắc. Ông xung phong tham gia dân công tải lương vào mặt trận, không chỉ từ chủ trương huy động sức dân của ngành hậu cần, mà đơn giản là vì lòng yêu nước, căm thù giặc Pháp. Cũng với tâm thế đó mà hơn 260.000 dân công đã nhanh chóng vận chuyển được khoảng 20.000 tấn hàng hóa từ đạn dược, xăng dầu, gạo, muối cho đến thuốc men, thịt cá, rau xanh. Góp phần quan trọng cho lực lượng vũ trang chiến đấu và chiến thắng trong các chiến dịch lớn, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày thì nghỉ nhưng mà đêm đi, vẫn phong sáng ăn bán nhưng mà vẫn đi xe, vẫn rộ, vẫn đi hàng đoàn người đi. Cả ngày cả đêm mưa dầm gió bắc, anh em và tôi vẫn chiến đấu đến khi hoàn thành trách nhiệm mới về. Thư gửi lớp cán bộ cung cấp đầu tiên năm 1951, Bác Hồ có viết: công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận. Hiểu rõ tầm quan trọng ấy mà suốt 70 năm qua, ngành hậu cần quân đội đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng bảo đảm, phát huy năng lực tại chỗ, luôn chủ động để thực hiện sứ mệnh của những người đi trước về sau trong mỗi nhiệm vụ của bộ đội.